Then take the right leg up here. Cập chân phải lên trên. Join your mom. Chắp tay. Close the eyes. Nhắm mắt lại. Slowly inhale. Từ từ hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Vẫn một. Một lần nữa. Inhale. Hít vào. And exhale. Thở ra. Vẫn chạy ôm. Một lần nâng ôm. Inhale. Hít vào. Từ đặt tay lên mắt. Feel the heat. Cảm nhận nhiệt độ. And slowly take your palm in front of your face. Từ từ di chuyển lòng bàn tay phía trước mặt. Open your eyes. Mở mắt ra, nhìn vào lòng bàn tay. Slowly inhale. Hít vào. Raise the ball down straight. Nhìn hai tay lên, nhìn lên trên. Exhale. Thở ra. Look at your leg. Nhìn theo chân. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Exhale. Thở ra. One more. Một lần nữa. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Now exhale here. Thở ra. Hai để trên đầu gối. Slowly bend forward and down. Ngồi xuống. Touch your forehead on the mat. Chán chạm thảm. Inhale. Hít vào. Interlock your fingers. Đặt tay ra sau. Lift your rib cage high. Lồng ngực lên cao hơn. Exhale. Thở ra. Take both hands on your knee. Hạ hai tay xuống đầu gối. Bend forward. Cập người về phía trước. Stretch your back. Kéo căng lưng. Inhale. Hít vào. Interlock your fingers. Đặt tay ra sau. Take your elbow back. Đẩy hai khuỷu tay ra sau. Exhale. Thở ra. Hands on your knee. Hạ tay xuống đầu gối. Keep pressing your hip on the mat. Tiếp tục ấn hông xuống thảm. Try to touch your forehead on the mat. Cố gắng để chán chạm thảm. Inhale. Hít vào. Interlock your fingers. Đặt tay. Look up, stretch. Slowly exhale. Thở ra. Bend forward, go down and stretch. Last two. Hai lần nữa. Inhale. Hít vào. Interlock your fingers. Đăng tay. Up and stretch. Kéo căng người lên. Exhale. Thở ra. Bend forward, go down and stretch. One more time. Một lần nữa. Now inhale. Hít vào. Raise the ball down straight. Hai tay sang look up and hold. Nhìn lên và giữ nguyên. Six. Five. 4 3 2 and we're now slowly exhale. Take your both arms straight forward here. Bend forward. Gập người xuống. Try to touch your forehead. Cố gắng để chán chạm thảm. 6 5 4 3 2 and we're slowly inhale. Take your both arms straight. Hai tay sang ngang. Exhale. Thở ra. To the right elbow down. Hạ khuỷu tay phải xuống. Look up. Nhìn lên. Inhale. Hít vào. Ball down straight. Mở hai tay. Raise the left elbow down. Hạ khuỷu tay trái xuống. Right arm straight. Thẳng tay phải. Inhale. Arm straight. Mở hai tay. Exhale right. Thở ra nghiêng người sang phải. Left arm straight. Thẳng tay trái.
Inhale, hít vào, straight. Mở hai tay. Exhale, left. Thở ra như người sang trái. Feel your side muscles. Cảm nhận các cơ vùng lườn. Inhale, straight. Hít vào, mở hai tay. Exhale, right. Thở ra như người sang phải, nhìn lên. Last two. Hai lần nữa. Inhale, hít straight. Vào, mở hai tay. Exhale, left. Thở ra sang trái. One more. Một lần nữa. Inhale. Hít vào. With your right hand, get your left tay knee. Phải nằm lấy đầu gối trái. Take your left arm straight. Thẳng tay trái lên. Exhale, look up. Thở ra, hold. Nhìn lên và giữ. Six. Both hips should be on the mat. Hai hông trên thảm. Five. Four. Three. Two. And then slowly inhale, hít arm vào, straight. Mở hai tay. Change your hand. Đổi tay. Take your right, left hand to tay the right trái knee. Nằm lấy đầu gối phải. Let right arm straight, look thẳng up and hold. Six. Keep pressing both hip on the mat. Tiếp tục ấn hai hông xuống thảm. Four. Three. Two. And then now slowly inhale. Hít vào. Expand your ribcage. Look up. Nhìn lên. Now twist to the right. Vặn người sang phải. Place your right hand on the mat. Hạ tay phải ra sau. Both arms straight. Thẳng hai tay. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Expand your ribcage. Mở rộng lồng ngực. Exhale. Thở ra. Vặn người. Take both arms straight. Thẳng hai tay. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Squeeze up back. Siết lưng trên. Exhale. Thở ra. Twist to right. Vặn người sang phải. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Lift the ribcage high. Nâng lồng ngực lên cao hơn. Exhale. Thở ra. Twist. Vặn người. Both arms straight. Thẳng hai tay. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Try to hold your breath in the lungs. Cố gắng nín thở ở bên trong vùng phổi. Exhale. Thở ra. Vặn người sang phải. Last two. Hai lần nữa. Inhale. Look hít up vào, and stretch. Lên trên. Exhale. Thở ra. Vặn người sang trái. One more. Một lần nữa. Inhale, look hít up. Vào, nhìn lên. Now, take your right hands at the back. Vòng tay phải ra sau. Left arm straight. Thẳng tay trái. And if possible, with your right hand, catch your toe. Ai mà làm được, cố gắng để tay phải nằm lấy bàn chân phải. Twist. Vặn người ra sau. Left arm straight. Thẳng tay trái. Five. Four. Three. Two. And then slowly inhale, hít vào, look up, nhìn lên, change another đổi side, tay, with your left hand catch your leg, tay trái nắm lấy chân, right arm straight, thẳng tay phải nắm lấy đầu gối trái, nhìn ra sau và giữ nguyên, five, four, three, two, and then slowly inhale, raise hít the whole arm straight, hai tay lên, and exhale. Thở ra. So we take a walk leg straight here, relax the leg here. Thả lòng chân. No, feet together here. Chụm hai bàn chân. Take it and move here. Di chuyển đầu gối. Keep your back straight. Thẳng lưng. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. 8, 9, and 10. Now slowly inhale, raise your arm down straight. Exhale, hands down. Hạ hai tay ra sau. Slowly inhale. Từ từ hít vào. Squeeze the hips. Siết hông. Lift your ribcage higher. Nâng lồng ngực lên cao hơn. Exhale, head down. Thở ra, hạ hông xuống. Take your both. Hai tay để trên đầu gối. Press the knee down. Ấn đầu gối xuống. Try to lift your forehead. Cố gắng để trán chạm thẳng. Stretch your back. Kéo căng lưng.
Inhale. Hít vào. Both arms down. Hạ hai tay ra sau. Expand the rib cage. Mở rộng lồng ngực. Lift up high. Nâng lên cao hơn. Slowly exhale down. Từ thở ra hạ hông xuống. Place both hands tay để trên đầu gối. Head down. Hạ đầu xuống. Try to get your forehead on the mat. Cố gắng để trán chạm thẳng. Inhale. Hít arms vào, down. Hạ tay xuống. Lift up high. Nâng lực người lên cao hơn. Expand your rib cage. Mở rộng lồng ngực. Slowly exhale down. Từ thở ra. Both hands hạ down. Người xuống. Hạ hai tay trên đầu gối. And bend forward down. Gập về phía trước. Pinch your forehead down. Trán chạm thẳng. Inhale. Both hands down. Hạ hai tay xuống. Lift up. Nâng người lên. Try to hold higher. Cố gắng nâng lên cao hơn. Slowly exhale. Từ thở ra. Last one more time. Một lần nữa. Bend forward, press down. Cầm về phía trước. Slowly inhale, hands down. Lift up, nâng deep lên. And hold. Giữ nguyên. 6. 5. Squeeze the hip. Siết hông. 4. 3. 2. And then slowly exhale, take your head down. Hạ hông xuống. Again, take your both arms straight forward. Hạ hai tay về phía trước. Hold. Gập người xuống giữ nguyên. Stretch your back and hip. 6. Kéo căng hông, kéo căng lưng. 5. 4. 3. 2. And then slowly inhale, take your both arms straight here. And exhale. Slowly take your feet to gap here. Mở hai chân. Just little a gap out of the mat. Mở hai chân qua thẳng. Inhale, both arms straight. Mở hai tay sang ngang. Exhale, twist to the thở right. Thở ra vặn người sang phải. Both hips will be down. Hạ hai hông xuống. Inhale. Hít vào. Take your both arms straight, look up. Mở hai tay nhìn lên. Now bend forward here. Take your both arms straight, close up. Đưa tay về phía trước, dựng bàn chân lên và gập người xuống. Stretch your back. Kéo căng lưng. Go down as much as possible. Cố gắng gập xuống hết mức có thể. Inhale. Hít vào. Toes relax. Thả lỏng ngón chân. Exhale. Thở ra. Vặn người sang trái. Your both hips should be on the mat. Hai hông trên thẳng. Inhale. Hít vào. Expand your ribcage. Mở rộng lồng ngực. Look up. Nhìn lên. Exhale. Slowly bend forward. Thở ra từ lồng ngực vừa về phía trước. Try to get your navel on the mat. Cố gắng lại dốn chạm thẳng. Toes up. Dựng bàn chân lên. Stretch your back. Kéo căng lưng. Inhale. Hít vào. Look up. Nhìn lên. Relax your toes. Thả lỏng ngón chân. Twist right. Bạn người sang phải thở ra. Both hips should be on the mat. Hai hông trên thẳng. Inhale. Hít vào. Look up and stretch. Exhale. Thở ra. Last two. Hai bend forward. Gập người về phía trước. Toes up. Head down. Bàn chân lên. Hạ đầu xuống. Inhale. Hít look vào. Up and stretch. Sway and twist. Vặn exhale. Người. Thở ra. Press down broadly. Good down. Cố gắng vặn người và hạ người xuống hết mức. Open more. Một lần nữa. Inhale. Raise hít your vào. Hai tay lên. Raise both arms straight. Thẳng toes hai tay up. Lên trên. Dựng bàn chân. And slowly exhale. Thở ra. Bend forward. Đan tay sau và gập người xuống. Stretch your shoulder and back. Kéo căng vai. Kéo căng lưng. 6. 5. Toes up. Dựng bàn chân. 4. 3. 2. Over more. Hít vào hai tay lên up and straight. Thẳng hai tay lên. And thở ra tay xuống và hai chân trước. Hít vào hai tay lên up here. Now tay trái xuống here. Tay trái hạ xuống chân phải. And take your right arm straight back. Thẳng tay phải ra sau giữ nguyên. Both arm straight. Thẳng hai tay. Lift your hip cage up. Nâng lồng ngực lên. 5. Come on, 4, 3, 2, and then here now, slowly inhale, keep looking hít vào, to your right side, tay trái lên. Take your right arms down, tay phải xuống.
To your left down the street. Thẳng tay trái qua đầu. Look at your right hand. Nhìn theo tay phải giữ nguyên. Feet together. Chụp chân. Chân. Six. Đủ rộng. Five. Dựng bàn chân lên. Four. Three. Two. Anvanasana. Inhale to your whole down street. Thẳng hai tay. Now put your left and go down. Hạ kiểu tay trái xuống. And to your right down street. Thẳng tay phải. Look up and hold. Lên trên và giữ nguyên. Six. Toes up. Dựng bàn chân. Five. Four. Three. Two. Anvanasana. Inhale. Raise your whole down street. Nâng hai tay lên. Now with your right hand. Tay phải. Get your left hand. Nắm lấy gót chân trái. Please look up and bạn hold. Người nhìn lên và giữ nguyên. Again, lift your hip points up. Nâng lồng ngực lên. Five. Four. Three. Two. And then so we inhale, look at your left. Hít vào, nhìn theo tay trái. Hand down. Hạ tay trái xuống. Raise your right arm straight. Thẳng tay phải qua đầu. Look at your left hand and hold. Nhìn theo tay trái giữ nguyên. Six. Five, toes up. Dựng bàn chân lên. Four. Three. Two. And then slowly inhale. Hít vào. Now place your right hand over the left side. Tay phải xuống sang bên trái. Inhale. Left hít vào, nâng tay trái lên. Six. Five. Four. Three. Two. And then slowly inhale, raise the whole palm straight, interlock your finger. Bàn tay. Slowly exhale, bend your right. Gập chân phải. Inhale. Hít vào. Expand your ribcage, look up and hold. Nhìn lên six. Both toes up. Dựng hai bàn chân lên. Five. Four. Three. Two. And now with the left hand, catch your tay right trái, heel. Nằm lấy gót chân phải. Toes up. Dựng bàn chân twist phải. To the right heel. Vặn người sang phải. Giữ nguyên. Six. Five. Four. Three. Two. And now slowly place your right elbow down. Hạ kiểu tay phải xuống. Now look at your left toes and right toes and hold. Nhìn theo chân phải và giữ nguyên. Toes up. Six. Dựng bàn chân phải lên. Five, four, three, two, and then slowly exhale, bend the right heel. Gập chân phải. Take your heel closer to the perineum. Để gót chân phải sát gần nền đáy. And slowly take your both arms straight. Từ thẳng hai tay lên. And both hands put it to the left side. Thẳng hai tay sang bên trái. Again your toes will be up. Dựng gót chân trái lên. Bend forward and hold. Gập người xuống phía phía trước và giữ nguyên. Six, stretch your back. Kéo căng lưng. Five. Four. Three. Two. And then slowly inhale, raise your both arms straight. Right hands down. Hạ tay phải now, xuống. Take your both knee on, take your right knee on the mat. Di chuyển đầu gối phải ở trên thảm. Lift up, expand the ribcage. Hít vào, nâng người lên, mở rộng lồng ngực. Tear up and straight. Six. Nâng người lên và kéo căng. Five. Four, three, come on, two, and then slowly exhale, get out here, and slowly take the right leg straight, thẳng chân phải. Inhale, both hít vào, arms straight, hai tay lên. Both toes up, dựng hai bàn chân. Again, go to the left dựng side, người sang bên trái. Stretch your back and đầu hold, căng lưng six, nguyên. Five, four, three, two, and then slowly inhale, hít raise vào, the whole down straight, take it up here. Exhale, right hands down. Hạ tay phải xuống. Now, both toes down here. Xoay hạ hai bàn chân xuống. Inhale, lift up. Hít vào, nâng người lên. Six, expand your ribcage. Mở rộng lồng ngực. Five, four, three, two, and then slowly exhale here. Thở ra. Inhale, raise the both arms straight. Hít vào, nâng hai tay lên. Now with your right hand, get your left tay phải nắm lấy gót chân trái. And twist. Vặn người. To the left side. Nhìn theo tay trái. Giữ nguyên. Six.
both legs straight, thẳng hai chân, 5 4 3 2 and now slowly place your left elbow down, thử tay trái xuống. Now again, inhale, lift your hip cage up. Vào, nâng lồng ngực lên. Look at your left toes and hold. Nhìn vào cái chân trái. 5 4 3 2 and here, slowly exhale, bend the knee. Now with your right hand, tay phải nắm lấy cổ chân trái. Get your left ankle and try to take your right and shoulder on the mat. Cố gắng hạ vai phải xuống thẳng. Now, right toes up. Dựng vào chân phải. With your left hand, try to catch your calf or ankle. Dùng tay trái cố gắng nắm lấy bắp chân hoặc cổ chân phải. Nâng lên và giữ nguyên. 4 3 2 and then slowly inhale to the ball down straight. Nâng hai tay lên. Left hand down. Hạ tay trái now, xuống. Left knee bend. Gập chân trái. Right leg straight. Thẳng chân phải. Now, take your toes down. Hạ vào chân phải xuống. Inhale, lift up. Hít vào, nâng người lên. Lift your hip cage high. Nâng lồng ngực lên cao hơn và giữ nguyên. 6 5 4 3 2 and then slowly exhale, thở ra, down, hạ hông xuống, take your legs straight, thẳng chân. Now slowly how to cross, toes up and bend forward. Hai bàn chân, toes up, look straight and hold. Nhìn thẳng vào giữa. 6 5 4 3 2 and then slowly inhale, raise the ball down straight. Hai tay lên. And exhale. Okay. Take your feet together. Trụ chân. Change your leg. Đổi chân. Inhale, interlock your finger. Tay. Exhale, bend the left knee. Gập đầu gối trái. Then again, inhale. Hít vào. Expand your rib cage. Look up and hold. Lên, giữ nguyên. 6 5 keep your lower back straight. Thẳng lưng dưới. 4 3 2 and then now with your right hand, catch your chân left phải, heel. Lấy gót chân trái. And twist to the right. Đặt left. Người sang trái. Do the ball down straight. Thẳng hai tay. 6 5 4 3 2 and then now slowly place your left elbow on the mat. Tay trái xuống thẳng. Both toes up. Dựng hai bàn chân. And look at your left leg and hold. Nhìn vào chân trái, giữ nguyên. 5 right down straight. Thẳng tay phải. 3 2 and then slowly exhale, bend the left heel. Gập chân trái. And take your left heel closer to the peroneum. Kéo gót chân trái sát vào điểm đáy. Right down, right leg straight. Thẳng chân phải. Raise the ball down straight. Hít vào, nâng hai tay lên. Toes up. Dựng bàn chân phải. And slowly exhale, go to the right. Thở ra, gập người sang phải, hạ đầu xuống. 6 5 4 3 2 and then slowly inhale, raise the ball down straight. Again, take your left hand down. Hạ tay trái xuống. Again, take your left knee on the mat. Di chuyển đầu gối trái lên thẳng. Right toes down. Hạ các ngón chân phải xuống. Lift up, expand the rib cage. Mở rộng lồng ngực. 6 lift up higher. Nâng lên cao hơn. 5 keep on. 4 3 2 and then slowly exhale to your feet down here. Hạ hông xuống. And slowly take your left leg straight. Thẳng chân trái. Again, take your ball down straight to the right. Thẳng hai tay sang phải, gập người xuống. Bend forward và and hold. 6 5 4 3 2 and then slowly inhale, raise the arm straight. Nâng hai tay lên. Left hand down. Hạ tay trái xuống. Now again, both toes down. Hạ inhale, hai chân xuống. Hít vào, nâng người tear lên. And stretch and hold. Giữ nguyên. 6 lift up. Nâng người lên. 5 hold down straight. Thẳng hai tay. 4 hold leg straight. Thẳng hai chân. 3 2
an mình slowly exhale to your head down. Xuống. Slowly bend your right heel. Gập chân phải. And with your left arm straight here. Tay trái nắm lấy gót chân phải. Twist to the right. Vặn người sang phải. Hold you. Nhìn ra sau và giữ nguyên. Six. More down straight. Thẳng hai tay. Five. Four. Three. Two. And we're now slowly exhale to the left elbow down. Hạ tay phải xuống. A right elbow down. Now look at your toes and hold it. Nhìn theo ngón chân và giữ nguyên. Six toes up. Dựng bàn chân lên. Five. Four. Three. Two. And we're now slowly exhale back to the right knee here. Hạ chân xuống. Now slowly to the right hand down here. Slowly inhale, hít lift vào, up. Nâng người lên. Dig up and stretch, lift up and high. Nâng người lên. Six, squeeze the hip. Siết hông. Five. Four, lift up higher. Nâng người lên cao hơn. Three. Two. And when you do slowly exhale. Thở ra, with your left hand, xuống. Get trái your hand lên cổ chân phải. Left shoulder down. Hạ vai trái xuống. Move to your right arm straight. Thẳng tay phải. Get your calf or ankle look up. Nằm six. Lấy bắp chân hoặc cổ chân nhìn lên. Five. Four. Three. Two. And mentally inhale. Hít vào. To your body leg straight up here. Hai chân. And slowly exhale here, toes up, dựng bàn chân lên, bend forward, stretch your back, six, five, four, three, two, and then slowly inhale, raise your left arm straight, bend your right leg here, gập chân phải, dig your left arm straight back here, đưa chân trái ra sau, now slowly exhale. Thở ra thẳng dưới giữ nguyên. Take normal breathing. Hít thở bình thường. Six, slowly inhale and exhale. Từ từ hít vào và thở ra. Five. Come on, four. Three. Two. And then slowly inhale, hít right vào. Leg, weight forward here. Chân phải về phía trước. Back heel up. Nâng gót chân sau lên. Right leg 90 degrees. Chân phải gập vào góc 90 độ. Hold. Nhìn lên và giữ balance. Nguyên. Cố gắng giữ thăng bằng. Six. Mất nửa lên. Nhìn lên. Five. Come on. Four. Three. Two. And then slowly exhale hands thở down. Ra, hạ tay xuống. Knee down here. Hạ đầu gối xuống. Now again. Push the hip forward, right leg 90 degrees, raise your arms straight, and exhale, look up and hold, lift your knees higher, six, five, come on, four, three, two, and then slowly inhale, raise your arms straight, and exhale, dig a left elbow ra, down. Thử tay trái xuống. Right arm straight. Look tay up phải, and hold. Lên, six. Nguyên. Push the hip forward. Đẩy hông về phía trước. Five. Four. Three. Two. And then slowly exhale. Dig a right ra, hand down. Move up, right one xuống. Side. Thẳng hai tay. Dig a hip up. Nâng hông lên. Now slowly bend your right leg up here. Từ từ gập chân phải ra sau. Squeeze the hip. Siết hông. Now with your left hand, tay trái nắm lấy cổ chân phải. Inhale, look up and hít hold. Vào, nhìn lên và balance. Six, thăng bằng. Five. Four. Three. Two. And then slowly exhale. Thở ra. Take your right knee down here. Hạ đầu gối phải xuống. And take your left straight. Ngửa chân trái sang trái. Inhale, both down hít straight. Hít vào, thẳng hai tay lên. And exhale. Feel your side, look up and hold. Cảm nhận vùng lưng, nhìn lên trên. Six, look up. Nhìn lên. Five. Come on, four. Three. Two. And then slowly inhale, raise the arm straight. Hai tay lên. Right.
thở ra, hands down, hạ tay phải lift xuống, lift your knee higher, nâng lồng ngực cao hơn, 6, 5, 4, 3, 2, and then slowly inhale, raise both arms straight, tay lên, both hands down, hạ hai tay xuống, now take your right hand down, hạ bóp chân phải xuống. Right down straight, look up and hold. Tay phải lên, nhìn lên trên. 6, 5, 4, 3, 2, and then slowly exhale and thở ra. Right knee down, goes out. Phải xuống, giữ mũi chân. Inhale, more down straight. Nâng hai tay lên. And I exhale. With your right hand, thở ra, tay phải nắm lấy chân and trái, right down, hạ vai phải xuống, down, thẳng tay trái lên, hold, nhìn lên và giữ nguyên. Right knee to 90 degrees, 6, chân phải góc 90 độ. 5, 4, 3, 2, and then slowly exhale, thở bring ra, hands down here. Hạ hai tay xuống. Again, slowly go back here. Từ từ đưa chân ra sau. Take your feet to gap here. Mở hai and chân. And hold here. Giữ ở đây. Take normal breathing. Hít thở bình thường. 6, press here on the mat. Ấn hai gót chân xuống thẳng. 5, 4, 3, 2 and then change your leg, đổi your chân, left leg forward here. Đưa chân trái về phía trước. Left leg 90 degrees. Gập chân trái ở góc 90 độ. Inhale, hít right vào, arm straight. Thẳng hai tay. Look up and hold. Nhìn lên to balance. Cố gắng giữ thăng bằng. 5, 4, 3. Come on, 2. And then slowly exhale, take it down here. Hạ tay xuống. Right knee down, toes out. Hạ đầu xuống, giữ mũi chân. Inhale, take it both down vào, straight. Hai tay lên. And exhale, push the hip forward, look up and hold. Trước, nhìn lên và giữ nguyên. 6, 5, keep pushing hip forward. Đẩy hông về phía trước. 4, 3, 2. And then slowly inhale, raise the arm down straight. Tay lên. And exhale, take a left thở elbow ra, down, push tay trái forward. Xuống, đẩy hông về phía trước. Take a left arm straight, look up thẳng and tay trái lên và giữ 6, 5, 4, 3, 2. And then slowly exhale, put it down thở here. Ra, hạ tay now xuống. Slowly up here, and take a left leg back here. Gập chân trái ra sau. And with your right, tay phải nắm lấy chân up, trái, nâng chân lên. Look up and hold. Nhìn lên và giữ nguyên. 6, maintain balance. Cố gắng giữ thăng bằng. 5, 4, 3, 2. And then slowly exhale, take the left leg down. Hạ chân trái right xuống. Right arm straight out here. Mở chân phải sang phải. Inhale, raise the hip down straight. Hít vào, nâng hai tay lên. And exhale, right arm down, look hạ up, tay phải hold. Xuống, nhìn lên, giữ nguyên. 6, 5, feel your side. Cảm nhận vùng lườn. 4, 3, 2. And then slowly inhale, raise the hip down straight. Lên. To the left. Hạ tay trái ra sau. Look up and hold. Nhìn lên và giữ nguyên. 6, look up. Nhìn lên. Lift your rib cage higher. Nâng lồng ngực lên cao hơn. 5, 4, 3, 2. And then slowly inhale, raise the hip down hai straight. Lên. Exhale, hands down. Thở ra, hạ tay xuống. And slowly take the left hand down. Hạ gót chân trái xuống. Inhale, take the left down. Hít vào, thẳng tay trái lên, nhìn lên và giữ nguyên. 6, both arms straight. Thẳng hai tay. 5, come on, 4, 3, 2, and then slowly take the left hand down. Hạ tay trái xuống, hạ đầu gối xuống. Inhale, arms straight. Hít vào, thẳng hai tay. And exhale, put your left. Thở ra, hạ vai trái xuống. Right down straight, thẳng tay phải lên, nhìn lên và giữ nguyên.
cố gắng giữ thăng bằng. 6 5 4 3 2 Over một hít vào, hai tay lên, raise the both arms straight forward. Nâng hai tay lên. And exhale, nostril heel flat. Thở ra về tầm bàn. Together. Chúc chân. Drop in, just down, look straight. Xuống, nhìn thẳng. Inhale, look vào, up and stretch. Nhìn lên. Exhale, right heel here and hold your nâng chân phải lên balance. Cố gắng giữ thăng bằng. Keep your both head in straight line. Hai hông trên một đường thẳng. 6 5 4 3 2 And then slowly inhale, put your right leg kích forward here in between your arms. Kích vào, trước giữa hai tay. Take your both arms back, look đưa up and hold. Sau nhìn lên và giữ nguyên. 6, look up. Nhìn lên. 5 4 3 2 And then slowly exhale, take a left thở leg down here. Hang down. Now with your right hand, catch your left leg. Look up and hold. Nhìn lên và giữ nguyên. Thẳng, look up. 6 5 4 3 2 And then slowly exhale, take your whole arm straight, toes up here. Take your right leg up here, bend. Inhale. Hít vào. Both legs straight. Thẳng hai chân. Lift up and higher. 6 5 4 3 2 And then slowly exhale. Thở and ra. Bend your right leg up gập here. Chân phải. Now slowly put your right leg forward. Chân phải về phía trước. Left toe tucked in. And mũi chân. Slowly take the right leg forward here straight. Từ từ thẳng chân phải về phía trước. Now slowly put it down. Từ từ hai tay xuống. Arm straight and hold your. Thẳng hai tay lên và giữ nguyên. If you can't, then just try to hold your. Nhưng ai không thể hạ hông xuống thì giữ ở đây. 6 5 4 3 2 And then slowly exhale the down here and forward. Xuống. Hand down and hold. Hạ đầu xuống và giữ nguyên. 6 Again, if you have back pain, you can bend the knee. Những ai đau thì có thể gập chân như thế này. 4 3 2 And then now slowly bend the knee. Take gập it chân. Up here. Don't get in. Now again, hand just keep bending the knee. Nâng người lên uốn lưng. If possible, put your both hands nhưng down. Ai có thể làm được thì hạ cả hai tay xuống chạm look sàn. On the mat and hold it. Nhìn xuống thẳng, giữ nguyên. 6 5 4 3 2 And then slowly exhale again. Thở ra. Right hands down here. Hạ tay phải xuống. Take your right leg forward here. Đưa chân phải về phía trước. Now slowly with your left hand. Tay trái. Catch it here. Nắm lấy bàn chân trái. Rotate your shoulder. Xoay vai. Catch it to look up. Tay nắm lấy ngón chân, nhìn lên và giữ nguyên. Now, if you can't, then you can just try to hold here. Nhưng ai không làm được thì chỉ cần giữ ở đây. Or you can hold here. Hoặc có thể giữ thương như thế này. Nhìn lên trên. 5 4 3 2 And then slowly exhale, arms straight here. Hạ chân xuống. Take your both arms straight. Hạ hai tay về trước. Down, gập người xuống. 6 Come on, 5 4 3 2 And then slowly inhale. Hít vào, nâng người lên. Flat, go back. Về tầm bàn. Trụng chân. Drop in, just mũi, down, look straight. Xuống, nhìn thẳng. Inhale, look hít up. Hít vào, nhìn lên. And exhale, take left leg straight. Thở ra, nâng chân trái lên, giữ nguyên. 6 Take it up and higher. Nâng chân lên cao hơn. 5 4 3 Come on, 2
安稳属于应许，这个来回回复的哟。安这个步道 straight look up， 然后。行，迈开眼睛的是 Six look up， 你累。Five， come on four， three， two， 安稳属于 exhale， 这个 left elbow down， 把脚带松。Bend the right knee. Gập chân phải. Cái chân phải look up. Tay trái phía sau nằm lấy bàn chân nhìn lên. Six. Look up. Nhìn lên. Five. Four. Three. Two. An vững xuống. Inhale to get up here. Bend the left leg here. Gập chân trái. Sorry, take your ball down straight. Trở ra thẳng hai tay nâng người lên. Lift your leg higher. Nâng lồng ngực lên cao hơn. Six. Five, four, three, two, and then so we exhale back to the left leg. Gập chân trái. Forward. Đưa chân trái về phía trước. Now take your left leg straight. Từ từ thẳng chân trái. Now see if you can, then just hold your hands. Ai không làm được thì chỉ cần giữ như thế này. Both arms straight here. Thẳng hai tay ở đây. Then take your arms straight up and hold. Nâng hai tay lên, giữ nguyên. Six, five. Four, three, two, and then so the exhale bend forward to the left. Phía trước. Again, if you can, then just gập chân hold it. Không làm được thì gập chân và giữ ở đây. Six, five, four, three, two, and then here. So inhale. Hít vào. Back heel up. Nâng gót chân sau lên. Gập chân trái, vòng chân trái sang phải. And if possible, take both hands down. Ai làm được thì hạ cả hai tay xuống, giữ nguyên. Six, five, four, three, two. And then so we exhale, take the left down. Đưa chân trái về phía trước. Left leg forward here. And again, hand to swipe, rotate your shoulder, xoay vai. Both hands, if possible, take it up. Now, if you can't, then you can hold here, or you can try this. Maintain balance, six, five, take your elbow closer to each other, four, come on, three, two, and then slowly exhale to the right leg down. Hạ chân xuống. And slowly bend forward. Từ từ gập người về phía trước. And forward hold. Giữ ở đây. Six, five, four, three, two. And then slowly inhale to the ball down straight up here. Hai tay. And exhale to the straight here. Thở ra về tấm ván. Drop knee, just down, look straight. Xuống, nhìn thẳng. Inhale, look vào, up and stretch. Exhale, press down. Thở ra, ấn gót chân xuống. Now slowly take the right leg forward in between the chân phải về phía trước, giữa inhale, hai tay. Look up. Hít vào, nhìn lên. And exhale, feet together. Thở ra, trụ chân. Bend your elbow. Look at your toes and hold your hands giữ over đây. Now. Treo phần six, trên cơ thể relax your back. Thả lỏng vùng lưng. Five, relax the shoulder. Thả lỏng vai. Four, three, two, and then slowly inhale. Hít vào, nâng hai tay lên. Now with your right leg here, catch your heel. Tay nằm lấy võ chân phải, từ từ thẳng chân phải. Hold. Giữ thăng bằng, giữ nguyên. Six, five, four. Three, two, and bend feet together. Chụm chân. Take it up and straight here. Chụm chân. Hai tay. Now sway by twist. Dig here on the right side. Bạn người sang phải. Gập hai kiểu tay. Giữ nguyên. Maintain balance. Cố gắng giữ thăng bằng. Six, five, four, three, two. Vamos, hai chân chút, và đúng lên, hít vào hai tay lên up here. Change your leg, đột take chân. A left leg here. Up and stretch. Nâng chân trái maintain lên, balance. Cố gắng giữ thăng bằng.
Six, stretch your leg. 躺正。Five. Four. Three. Two. One more. 逐渐 hit 到海带里的 appeal. Swing the twist here. Put the right elbow to the left side. 还可以带上边墙。Inhale, lift up, maintain balance, six, five, four, three, two, and when slowly down, inhale, raise both arms straight here, take feet to be set, mở hai chân sang hai bên, now slowly bend the knee, lift your hip up, nâng gót chân lên, raise both arms straight, join your palm, look straight at home, nhìn thẳng và giữ nguyên, lower back straight, six, five, take one more breathing, hít thở bình thường, four, three, two, and when something exhale, take a hip down, thở ra hạ hông xuống, the two finger catch your big toe, hai tay nắm lấy hai ngón chân cái, inhale, look up, expand your rib cage, six, five, four, three, two, and when slowly exhale, thở ra, bend it here, gập chân, take both arms back here, đưa hai tay ra sau, inhale, squeeze hip vào, siết hông, lift up high, nâng hông lên cao hơn, six, lift your hip cage, nâng lồng ngực lên, five, four, three, two, and then slowly exhale to your head down here, and bend forward, gập người về trước, legs are solid, thả lỏng vai, six, five, four, three, two, and then slowly inhale, raise your arms, nâng hai tay lên, hug your knee here, hai tay nắm lấy đùi, roll up and down. Lăn lưng. Move it. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Move eight. And nine. And then so you come back. Từ từ trở về. Thẳng chân. Sit your finger up a bit. Lắp tay, lắp chân. And also hai chân chụm. Chụm hai bàn chân lại. Fit together. And move your one. Di chuyển đầu gối. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine and ten. Now slowly take your feet to the gap here. Mở hai chân. Little. Inhale to your arms straight here. Hít vào thẳng hai tay lên. Toes up and slowly bend forward. Thở ra hông xuống sang phải, giữ nguyên. Six, stretch your back. Thẳng lưng. Five, stretch your back. Kéo cao lưng. Four. Three. Two. And when we hit vào hai tay lên. And with her side, exhale to the chai. Gập người sang trái. Both hips should be on the mat. Hai hông trên thảm. Six. Five. Four. Three. Come on, two. And when slowly inhale, hít raise vào, your both arms straight up here. Lên. Support your back. Tay hỗ trợ lưng. And so lift up here. Từ từ nâng người lên. Be careful to your neck. Cẩn thận với cổ của mình. Having period, don't do. Những ai đang trong thời kỳ kinh nguyệt thì không làm như thế này. Five, lift up higher. Nâng người lên cao hơn. Four. Come on, three. Two. And then slowly inhale to the hip bar. Mong xuống, hai chân gập. Bend hai chân. Hai tay put it to the mở side. Mở hai tay sang ngang. Sway, twist to the right, twist to the right. Vặn người sang phải. Inhale, up. Hít vào về giữa.
Exhale, twist the Và người sang trái. Inhale. Hít vào. Exhale right. Sang phải. Inhale. Hít vào. Exhale left. Thở ra sang trái. One more. Một lần nữa. Inhale. Hít vào. Raise both legs straight. Thẳng hai chân lên. Chân lên thẳng chân. Tay phải lấy kẹp chiều gót chân. Tay phải và lấy gót chân trái. Tay phải. Twist to the right. Vặn người sang phải. Six. Press both shoulder on the mat. Hạ hai vai xuống thẳng. Four. Three. Two. And then slowly inhale, come hít vào, trở về. Sway. Exhale, twist to the vặn người sang left. Trái. Hold. Six. Five. Four. Three. Two. And then slowly inhale. Hít vào. And slowly lie down, relax. Từ từ hạ chân xuống, nằm xuống hạ.